Tôi hát bài ca gửi ca cây lúa, và người trồng lúa cho hôm nay. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trầu gió bâng, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi tay xưa cay cay thay sâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lay máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cày. Thứ tình yêu trao cho người yêu không gian rồi, hạnh phúc đến rồi, đường lớn đã mở, đi đến tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Được mùa thóng lúa, chớ phủ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vùng sông, và đôi tay xưa kéo cày thay sâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lay máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cày. Thứ tình yêu trao cho người yêu không gian rồi, hạnh phúc đến rồi, đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Mùa thóng lúa chớ phủ ngô khoai, ăn quả ngọt ngọt nhớ người vùng sông, và đôi tay xưa kéo cày thay sâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lay máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cày. Thứ tình yêu trao cho người yêu không gian rồi, hạnh phúc đến rồi, đường lớn đã mở, đi đến tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm qua. Xin cảm ơn nhiều. Vâng, xin cảm ơn nhà hát của anh Linh rất là nhiều. Và giờ đây thì các thành viên trong ban nhạc Thiên Phú của chúng tôi tạm lá đồng trong ít phút, vì vị đại diện thanh tộc nhà gái có đôi lời trước khi ra về. Chính vì thế chúng tôi trân trọng kính mời hai vị đại diện thanh tộc của hai gia đình tiến về sân khấu.